Bắt ngứa. Không được. Bà biên với cầu thủ giáo xứ Sơn Dục. Văn Hùng. Một pha chạm bóng rất mạnh. Phản công cho cầu thủ giáo xứ Khu Nhai. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ giáo xứ Khu Nhai. Các cầu thủ giáo xứ Khu Nhai có kỹ thuật rất tốt. Với như vậy là đội trưởng Ngọc Trấn và đánh đầu hết trường biên ngang đã biến cho cầu thủ đá góc cho cầu thủ giáo xứ Khu Nhai. Đá phạt cho Phú Nhai. Rất tốt. Một quyền đầu của cầu thủ áo số 6 bên phía Phú Nhai. Nhưng Ngọc Trấn đã đánh đầu cứu giải nguy cho các bóng vừa rồi. Bắt bóng đen cho Sơn Dục. Một quả đá biên cho Tuyển Phú Nhai. Ngọc Trấn thằng người thực hiện và đá biên cho Xuân Dục. Ngọc Trấn bắt bóng nguy hiểm. Đá biên cho Phú Nhai. Bắn nữa. Phản tốt. Bắt đầu thủ môn bên phía Sơn Dục. Một pha bóng phối hợp ở ngoài đường biên đi vào. Một quả đá phạt cho đội tuyển Phú Nhai. Người thực hiện là đội trưởng Phan Chi. Phan Chi. Một cú chạm bóng thẳng qua công thành bên phía Sơn Dục. Nhưng bảo vệ bên phía Sơn Dục đã thao bóng lên. Tiếp tục một quả đá biên cho tuyển Phú Nhai. Thank you.
Đình Vũ. Đối nước. Văn Chi. Được. Bóng đi đúng vào cái chân của Ngọc Trấn. Bắn được rồi. Một cú chạy bóng rất tốt. Gần 1% bóng của thủ môn Văn Hướng. Bóng tìm đến cái đầu của cầu thủ áo số 6 Minh Hoàng. Nhưng cú đánh đầu của anh, cú đắc đầu của anh hơi nhẹ. Nếu chúng tôi biết bên phía Vô Nha có đối thủ tóc cây như Văn Hướng thì tôi phải đá sân với hai người. Và công thành sẽ to hơn và rộng hơn để phù hợp với dáng người của anh. Tiếp tục với cửa đá vào góc cho tuyển Vô Nha. Lật tập một quán pha lê của cầu thủ mang áo số bên phía số 6 Minh Hoàng bên phía Vũ Trai. Một cú sút xa, bóng đi xếp trung thành của thủ môn bên phía Xuân Dục. Đá biên cho Xuân Dục. Phan Chi. Phan Chi đã bị bấm chân. Minh Vũ. Bóng được trả về cho thủ môn Văn Hướng. Hướng. Văn Hướng. Minh Toàn. Minh Vũ. Một quả đá biên cho đội tuyển Phú Nhai. À Xuân Dục. Một quả chân rất tốt. Nhưng không tốt bằng thủ môn Văn Hướng. Văn Toàn. Văn Toàn. Đối thủ bên phía Vũ Nhai đang muốn kéo giãn đội hình của Xuân Dục. Một mình cũng không đỡ được. Đọc cho nó đến đất xa.
Học chết. Một quả đá phạt cho đội tuyển Phú Nhai. Cứ đi quả đá phạt trường khoảng 8m sau một công thành của thủ môn Gió Sứ Xuân Lục. Một trận hợp đá phạt của các thủ đó chính Vũ Nhanh. Người thực hiện trận bóng cuối cùng là Phan Tàn. Quả phạt bóng cho Xuân Dung. Bán chị một quả đá biên cho Xuân Dục. Một tập hợp thu hiểu ý của bên phía cầu thủ giáo sư Xuân Dục. Một quả đá phạt cho đội tuyển giáo sư Phú Nhai. Đứng trước bóng là Minh Vũ và Phát Toàn. Phát Toàn. Quả chuyển có mạnh cho đồng đội của mình từ phía ở Xuân Dục. Đá biên cho Phú Nhai. Một cú chạm tay bằng cổ luôn. Nhưng trái bóng của chúng tôi quá nhỏ so với đôi tay của thủ môn Văn Hướng. Nhìn người, phản công của Xuân Dục.
không được. Minh Phú. Mở bóng rất thoáng. Phan Chi. Một cú đá chân từ xa. Cú đổ mang áo số 911 Văn Hùng. Bên sử dụng đã được cản lại quả bóng vừa rồi. Ở bên cho sân rộng. Ngọc Trấn. Rất tốt. Văn Hùng. Văn Hùng cùng chơi bóng cũng được tốt trong quả bóng vừa rồi. Bóng đã đi hết từ biên dọc. Đã liên cho Phú Nhanh. Một cú đánh đầu rất nguy hiểm của bên cầu thủ bên phía Phú Nhai. Đặc biệt cho Phú Nhai. Cơm. Tiếp tục một quả đá biên cho tuyển Phú Nhai. Phan Hướng. Thì một quả trận đấu đã trôi về những phút cuối và tỷ số vẫn đang là 0-0. Bắt tan. Đá biên cho Xuân Dục. Một quả đá phát mạnh chứ không phải một quả biên. Cầu thủ Văn Toàn đã để bóng chạm tay. Ngọc Trấn. Văn Hùng đã là bóng ra biên. Tiếp tục một quả biên cho Phú Nhai. Thọ Bối. Phát bóng lên cho Xuân Dục. Mình
Bác chị. Đi đưa thủ môn ghi bàn. Bên phía phố nhà xin tên người. Cầu thủ áo số 88 Tim rời sân. Mọi người vào sân mang áo số 8 Phan Duy. Vào tối ngày mai sân quân cổ bảng Philip giữa đội tuyển giáo sư Nguyễn Nhân gặp ứng cử viên số 1 Tân Hòa và giáo sư Nam Hòa gặp ứng cử viên số 2 anh em Phạm Định. Thì áo vào tối ngày mai toàn thể quý vị chúng ta sẽ chiếm thời gian cùng trở về sân thiên đường để cổ vũ cho những đội bóng của mình yêu thích vào tối ngày mai. Hiện tại buổi tối ngày mai có hai ứng cử viên sáng giá nhất cho cúp vô địch năm nay. Phát bóng lên cho đội tuyển Xuân Dục. Phạt công của Xuân Dục. Bóng đá để một cầu thủ bên phía sân Dục đã để bóng chạm tay cầu thủ áo số 10 Văn Thông. Đội tuyển thứ hai gọi là ứng cử viên sáng giá nhất trong cúp vô địch năm nay. Nhưng Xuân Dục thì cũng không phải dạng vừa. Đâu đó cũng có những pha phản công của bên giáo sư Xuân Dục. Uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Hướng. Một quả đá phạt góc cho tuyển giáo sư Phú Nhai. Vâng, Văn Hướng từ bồn chuyển ra. Rất nguy hiểm cho bóng của đội. Bóng đã tìm đến cột dọc của thủ môn bên phía Xuân Dục. Vâng, Văn Hướng đúng là mẹ sinh anh La là để lên tiền đạo. Nhưng số 1 đây là anh về kịp thủ môn. Một cú chạm bóng rất tốt. Cầu thủ mang áo số 4 bên phía Phú Nhai. Văn 4 khi đè vào giữ bóng rất tốt. Đá phạt cho Phú Nhai. Vâng, người này chưa đi Sapa thì hãy quay hướng về bên phía chúng tôi. Rất nhiều làn khói thuốc tượng trưng cho sương mù của Sapa đã xuất hiện ở sân thiên đường giáo sư chúng tôi. Điều đó là tôi nhắc nhở toàn thể cổ động viên cũng như các cầu thủ dự bị, chúng ta hạn chế hút thuốc trong sân cỏ để giữ thời tiết trong lành nhất cho các cầu thủ thi đấu trong sân. Cỏ chúng tôi có thể thay ngày mai nhưng sức khỏe các cầu thủ là quan trọng nhất. Đá biên cho Phú Nhai. Rất tốt. Rất tốt. Bên phía Phú Nhai đang cảm thấy khó khăn trong những pha phát triển bóng.
tiếp tục một quả. Bạn Dũng. Bạn Đường có thể bắt tới so với hai cầu thủ thủ môn được. Không hiểu sao các cầu tuyển lớn ở Việt Nam không đưa Bạn Đường đi. Về thể hình cũng như về tố chất, anh đầy đủ luôn. Một quả đá phạt góc cho đội tuyển Xuân Dũng. Sau đó chúng tôi vẫn nhìn thấy hình đẹp trên sân. Cổ động viên đã nhận bóng thay cho ban tổ chức chúng tôi. Lật cẩn trọng. Văn Toàn, Minh Hoàn. Có tới hai cầu thủ của hai đội đang bị đau. Góc chấn. Góc chấn và Minh Vũ. Có tới hai cầu thủ của hai đội đang tỏ ra rất đau đớn trên sân. Về bộ phận chăm sóc y tế của giải đấu này cũng rất tuyệt vời. Các đội đã tham gia rất nhiều giải lớn. Thế nên các đội cũng chuẩn bị bộ y tế của mình rất tốt. Vâng, Ngọc Trấn đang cảm thấy rất đau đớn. Hiện tại anh vẫn chưa thể đứng dậy được. Chúng ta không phải đo đắng thế nào. Đâu đó tôi vẫn nghe thấy có người bảo câu giờ hay không câu giờ. Tổ trọng tài chúng tôi có giờ cầm đồ rất tiên hoạn. Có thể giờ chết chúng tôi sẽ bấm đồng hồ. Bên phía... Bên phía Phú Nhai và Thủ Dục chuẩn bị có sự thay đổi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiện tại tỷ số vẫn là không đều. Vâng, trên cái bài này cả hai bên Phú Nhai và Xuân Dục cũng có thay đổi chiến thuật về nhân sự. Vâng, đúng là trọng tài Trần Minh Vương. Rồi tính coi. Bắt đầu hiệp thứ hai. Trong trận đấu thứ hai buổi tối ngày hôm nay. Phạm Duy. Minh ơi. Phạm Hùng, rất tốt. Phạm Hướng. Những cú ném bóng rất mạnh của Phạm Hướng. Nếu chúng tôi không còn nhớ thì khả năng bóng sẽ bay tới bất tốc của tôi luôn. Thắp bóng đen cho Xuân Dục. Đá biên cho Phú Nhai. Tính Hoàn. Họ 4. Cú chèo bóng rất chính xác của thủ môn Văn Hướng bên phía Phú Nhai. Văn Hùng cũng được. Văn Chi. Linh Hoàn. Và Bối. Một cú xuất sắc. Không phải một cú chèo bóng vào trong tiến độ của mình. Đá nỗi của Chia đẩy nhé.
Bóng bối. Một cú chuyển bóng rất chuẩn chính xác đến từ các cầu thủ giáo sư nhảy. Một cú đá chân của Quang Duy nhưng bóng đập qua cầu thủ áo số 18 bên phía sân dụng, đó là Văn Dung. Một quả đá phạt góc cho tuyển Phú Nhai. Phú Nhai sử dụng đang đứng đầu với ứng cử viên nặng ký nhất trong giải này. Đến từ điểm này có thể là sử dụng đã chiến thắng trong trận ngày hôm nay. Đội trưởng Phan Chi đã phạm đôi với cầu thủ bên phía giáo sư Xuân Dục và anh đã bị đau. Rồi hình như anh đẹp trên sân. Phan Chi đã đến được bắt tay thân thiện, có thể nói lời xin lỗi trong bóng vừa rồi cũng chỉ là vô tình mà Phan Chi làm đối phương của anh bị đau. Bắn xuống để thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển cho mình. Bảo bối. Bóng đã chạm tay của hậu bối. Trong vòng vừa rồi trọng tài đã đứng rất sát với tình huống vừa rồi. Để thực hiện là Văn Hùng. Một bàn hợp tuyệt vời từ cầu thủ giáo sư Xuân Dục. Tỷ số là 1-0. Để thực hiện là các bạn là Văn Hùng. Bắt bóng. Đúng là tấn công nhau. Khi được bàn thì chúng ta sẽ phải trả giá. Và điều đó đã ứng nghiệm cho cầu thủ giáo sư Phú Nhảy. Đọc Duy. Văn Dung. Chắc chắn trong quả bóng này trận đấu này sẽ hay hơn và kịch tính hơn. Một tập hợp nó tay bên phía cầu thủ đã xuống xuất động và tỷ số đã đến với họ ngay lập tức. Một cú phá bóng an toàn và cầu thủ áo số 16 bên phía giáo sư xuất động, cầu thủ Minh Hiếu.
Bạn ơi. Vào luôn. Bạn Hướng những cú chạm bóng và chuyển bóng rất tinh tế và chính xác. Đúng là anh sinh ra để tiền tạo. Còn những người kiến tạo cho đội của mình. Nhưng bàn thuận đầu tiên lại bắt anh ở trong vị trí không thành. Khả năng bên Phú Nhai cũng nhìn thấy không thành của chúng tôi hơi nhỏ. Bắn Việt. Đá phạt do đội tuyển Sơn Dục. Được thực hiện là Văn Dũng. Vâng, một chiếc thẻ vàng của Văn Hiếu, nhưng tôi nghĩ chiếc vàng đó không đáng có trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống bất bình thường, chúng ta tránh những cái gì sai sót của mình. Và trọng tài đã tặng cho thủ môn bên phía Vô Nhai một chiếc thẻ vàng. Cú sút vừa rồi có bối chứng tỏ là đang bế tắc trong đường tấn công ở bên phía Phú Nhai. Bên phía Phú Nhai xin thay người. Người được cho là nghỉ ngơi đó là đội trưởng Phan Chi. Người được tung vào sân đó là Minh Vũ mang áo số 18. Nếu so với trước thì chúng ta đã nhìn thấy các thủ giáo sư Phú Nhai đã sống sức phải đánh trân trọng. Lý do vì ngày hôm qua, đặc biệt là ngày trước đây, các thủ giáo sư Phú Nhai cũng chuẩn bị thành lễ cho đại lễ mừng mẹ vô nhiễm nguyên tội đổi mạng của địa phận quý chú chúng ta. Thì các thủ chúng ta đã thắm mệt. Điều đó thì dễ hiểu. Các thủ Ngọc Duy đã để bóng chạm tay. Bảo bối. Bắn Việt. Bắn Hùng, lập tên. Một pha bóng nghiêm hơi của bên phía Sơn Dục. Nhưng nếu nào tấn công được thì đất pha bóng rất nguy hiểm. Dành trong thành của bên phía Phú Nhai. Lập tên. Thật sự với công việc của đại đế Đức Mẹ Vô Nhiễm, các thủ giáo sư Phú Nhai đã thật sự đã mệt. Chúng tôi nhìn nhận được như vậy. Chiếc xe đánh nhau.
Phản công cho Sơn Dương. Không được. Văn Việt. Ngọc Duy càng ngày càng nhìn thấy những dấu hiệu sức sức cũng như bối rối của các thủ bên phía Phú Nhảy. Thời gian còn rất dài, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta triển khai đấu đá của mình. Văn Toàn, Đình Vũ, Hậu Hối, một cú chuyền xa không được. Tỷ số là 1-0. Người ghi bàn cho tuyển Phú Nhảy có đủ 3 áo số. Cầu thủ Minh Hoan áo số 6. Người ghi bàn cho tuyển Phú Nhảy. Trận đấu được trở về vạch xuất phát. Đá biên cho Xuân Dục. Hậu Bối. Văn Việt. Cú nhẹ rất cho của Hậu Bối. Hậu Bối con người rất tốt. Vâng, tỷ số là 2-1 cho tuyển Phú Nhảy. Người ghi bàn cho tuyển Phú Nhảy mang áo số 8 Quang Duy. Lật đất. Một bóng bất ngờ đến với cầu thủ giáo sư Sơn Dục. Chỉ bằng một cái kim dựng đứng nữa thôi, bóng sẽ đi thẳng vào công thành bên phía Phú Nhảy. Trận đấu tuyệt vời của các thủ giáo sư Sơn Dục. Văn Việt. Văn Hồng. Không được, có đơn độc. Đá biên cho Phú Nhảy. Văn Hồng. Lập tốt. Văn Duy. Văn Việt. Không được. Hậu Bối. Nói về chuyên môn thì bên phía Phú Nhảy được đánh giá cao hơn.
nhưng cũng phải tác phục với tinh thần đá nhiệt tình cố gắng của bên phía Xuân Dục. Áo số 5 bên phía một cú đá biên rất mạnh của Mạnh Hùng mang áo số 1911. Văn Việt thôi bố ơi rất tốt phản công cho sử dụng không được hậu bối Phát Duy một cú sút quả Quang Duy một quả đá phạt cho tuyển Cú Nhai cứ đi quả đá phạt chừng khoảng 13m so với công thành của bên phía Xuân Dục. Bên phía Phú Nhai đâu đó hình như Văn Toàn đã được trọng tài Trần Minh Vương tặng trong chiếc thẻ vàng. Tiếp tục một quả đá góc cho Phú Nhai. Bên phía Xuân Dục xin tay người. Bên phía Xuân Dục xin tay người. Người dưới sân áo số 5 Thanh Ngân dưới sân. Người vào sân là đội trưởng Ngọc Trấn. Đá góc cho sân Phú Nhai. Văn Toàn thời gian đã trôi về những phút cuối của hiệp hai nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để cho hai đội có thể ghi thêm bàn thắng cho đội mình. Mạnh Vũ một pha trường vô lý sau quả bên phía cầu thủ đá xứ Phú Nhai. Mạnh Hùng bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía Phú Nhai. Cứ đi của đá phạt sắp tới cứ đi của đá phạt góc. Mạnh Hùng
Tỷ số là 3-2. Nghiêng về các thủ giáo xứ Cú Đại. Người ghi bàn là Minh Vũ. Đá biên cho Xuân Dục. Văn Nhơn. Đá biên cho Xuân Dục. Tiếp tục một quả đá biên cho các thủ giáo xứ Xuân Dục. Hấp dẫn. Hậu vệ chắc vào. Văn Việt. Bất quả phao lên cho giáo xứ Xuân Dục. Ngọc Duy. Ngọc Bối. Văn Việt. Một cú ở đó quan tán 10-10. Các tổ mang áo Minh Vũ bên phía Phú Nhai. Vâng, và ở đâu đó bên phía tuyển Phú Nhai có hai anh em đang thi đấu mô cờ của Tiến Tánh của mình, đó là Văn Vũ và Ngọc Bối. Bên phía Phú Nhai xin thay người. Người rời được cho nó nghỉ là Văn Toàn. Và vào sân là Trường Dương. Ngọc
Vừa thực hiện quả đá phạt là Minh Hoàn. Đầu bối. Đá biên cho Phú Nhân. Tập bối. Học bối. Chặt chân đi. Một quả đá phạt cho đội tuyển Phú Nhai. Người thực hiện là Minh Hoàn. Minh Hoàn bật cú thu tạc. Nhưng bóng đi chỉnh không thành. Và trận hiệp 2 của trận thi đấu bởi tới đây có 2 phút đồng hồ. Cùng giờ. Hiệp 2. 2 phút chờ nỗ lực của Xuân Dục. Và 2 phút chờ cố gắng của Phú Nhai. Rất tốt. Đặt bóng lên cho các đội đó giữa Phú Nhai. Trường Dương. Trường Dương đã được trọng tài Trương Vương gọi là để nói chuyện riêng. Thay người. Chưa được vào đâu. Mạnh Hùng ra mưa và sân tay cho cầu thủ đi giới đình. Trong thể đề của giải thì cuộc họp đã nói rất rõ các cầu thủ đi thi đấu giới đình cũng như đeo trang sức để tránh gây những vết thương không đáng có cho đối phương của mình. Một thế trận tuyệt vời của cầu thủ mặc áo số 9 Mạnh Hùng. Quả đẹp thật. Đúng rồi. Mãi được có hết rồi.
sao được, thứ hai thì có người quá gọi thằng đấy càng ngay vạch mém, ngay mém của hai quả, một quả che mặt ở giữa với một quả mép ngoài, hai quả lại quá gần, ngay mém, ngay mém của hai quả, bắt được khó rồi đây. Chắc là hờ nhá.